Các bạn đang nghe truyện tu tiên khi ngươi làm một việc đến cực hạn trên kênh TV Audio CV. Chương 1095, vậy thì lại đấu. Lần này đến Nam Hải, lịch luyện đấu kiếm, lẽ ra phải có đại thừa tiêu gia đi theo hộ đạo cho tiêu chương, nhưng cha hắn, tiêu đằng, vừa mới tấn thăng đại thừa, cần phải bế quan củng cố căn cơ, còn ông nội hắn trăm năm trước vì tranh chấp với ngũ hành tiên tông và đại nhật tiên tông, cũng cần bế quan tu dưỡng, nên mới giao trọng trách hộ đạo cho sư tôn hắn nếu cứ để tiêu chương gặp nạn bỏ mình thì nhà họ tiêu và hắn sẽ không tha thứ cực chẳng đã hắn mới ra tay can thiệp vào trận chiến nhưng không ngờ nhà họ tiêu vì tên tiểu tử này vậy mà lại bỏ qua môn quy giao càng khôn hộ tâm giáp cho hắn bỏ qua môn quy thì thôi còn không báo cho hắn một tiếng nếu biết tiêu chương mang theo càng khôn hộ tâm giáp hắn đâu còn để ý đến thân phận mà nhúng tay vào trận chiến giờ thì hay rồi kết quả thế nào đây đấu kiếm ở nam hải trước mắt bao người làm ra hành động như vậy cửu tiêu kiếm các còn muốn mặt mũi nữa không lão giả áo đen sắc mặt âm trầm trong lòng đầy bất đắc dĩ chỉ có thể nói trận chiến này kiếm các nhận thua người khác tha mạng cho ngươi ngươi lại phản đòn hạ sát thủ hứa dương lạnh lùng hoàn toàn không để ý đến chỉ nhìn về phía lão giả sau lưng thấy sắc mặt của kiếm tử tiêu chương càng là vô sĩ ủng công tu luyện thiên kiếm lời nói đen tối ngươi tiêu chương đồng tử co rút kinh hải tiến lên lại cảm thấy đau nhói ở ngực cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên càng khôn hộ tâm giáp bảo vật gia truyền xếp vào hàng tiên khí thượng phẩm lại có một vết kiếm sắc bén tuy chỉ là sượt qua nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi cách đó ngàn dặm chúng tu sĩ quan sát cũng nhìn thấy rõ ràng khi là càng khôn hộ tâm giáp bảo vật gia truyền của cửu tiêu kiếm cát càng khôn bát quái thượng phẩm tiên linh đến đấu kiếm mà còn mang theo bảo vật hộ thân như vậy đạo kiếm quan kia một kiếm kia của thương ngô chân quân lại phá được cả càng khôn hộ tâm giáp ư đã phá được tiên giáp cớ sao không hạ sát thủ đại sư huynh chúng tu đứng xa mà trông kinh nghi bất định người của nam hải phái càng vội vàng tiến lên vây quanh bảo vệ lý thương ngô lúc này tiêu chương mới đè xuống thương thế lạnh lùng nhìn về phía hứa dương rồi lại nhìn sang lý thương ngô đang được người của nam hải phái bảo vệ phía sau hắn có kiếm khí sắc bén ta có bảo giáp kiên cố sư tôn ta tuy lo lắng mà ra tay nhưng ngươi cũng xông vào chiến cục hai bên giằng co câm miệng lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang chỉ thấy hứa dương ngồi yên phất tay lạnh lùng nói tên chuột nhắc như ngươi không xứng nói chuyện với ta ngươi đã thích đấu kiếm được ta sẽ đấu kiếm với ngươi nói xong kiếm chỉ dương lên sát khí bừng bừng ngươi tiêu chương đồng tử co rút lửa giận bốc lên thế nhưng lão già áo đen đứng trước một tay ngăn hắn lại không được vọng động, nói xong, lạnh lùng nhìn hứa dương, trong lòng kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn mạnh mẽ xông vào trận, bị người này tung kiếm ngăn cản, hai bên giao phong chớp nhoáng. Mặc dù cuối cùng, hắn vẫn dùng lực lượng đại thừa phá vỡ thế ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc giao phong cũng khiến hắn cảm thấy người này không tầm thường, không nói quỷ thần khó lường, cũng có huyền cơ khó dò. Quan trọng hơn là, tu vi, khí tức hắn thể hiện, chỉ là phản hư, phản hư lây chuyển đại thừa, há chẳng phải phi thường, lão già áo đen có kiên dè không muốn tiêu chương ứng chiến đấu kiếm thế nhưng sao nào sợ rồi hứa dương lạnh lùng khinh miệt lời nói như dao đâm vào tim ngươi tiêu chương mặt trắng bệch tức giận đến đỉnh điểm không để ý lão già áo đen ngăn cản cuồng đồ to gan tự tìm đường chết được ta sẽ thành toàn ngươi chương nhi không được lời còn chưa dứt lại thấy một người bay vào giữa sân chính là mẹ hắn nhạc thanh nhi nhạc thanh nhi vội vã đến nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiêu chương và càng khôn hộ tâm giáp đầy vết kiếm chém trên người hắn nàng biến sắc quay người nói con ta vừa trải qua đại chiến lúc này tái đấu chẳng phải thừa cơ lúc người ta gặp khó khăn sao các ngươi cũng biết thừa cơ lúc người ta gặp khó khăn hứa dương hừ lạnh một tiếng chắp tay nói vậy ta cho ngươi ba tháng dưỡng thương ba tháng sau lại cho các ngươi tiếp tục nằm đất ngươi sao nào ba tháng không đủ tiêu chương còn muốn nói lại bị hứa dương lạnh lùng cắt ngang vậy ba năm mười năm để ngươi sống tạm cho đủ ngươi được được lắm ba tháng thì ba tháng tiêu chương không nhịn được nữa ba tháng sau chuẩn bị sẵn quan tài chờ nhặt xác hứa dương không để ý nữa phất tay áo thu lý thương ngô cùng người của nam hải phái vào rồi tung kiếm bay lên để lại mọi người nhìn nhau chuyện này vạn kiếm các chủ lý hiên viên hắn cũng muốn cùng cửu tiêu kiếm tử đấu kiếm tuy sớm nghe nói người này là bạn tốt của thương ngô chân quân không ngờ lại thân thiết đến vậy thậm chí nguyện vì hắn rút kiếm quyết đấu với cửu tiêu kiếm cát vị vạn kiếm cát chủ này quả là người có tính tình hiên viên đạo hữu khoan đã hắn mới tu vi phản hư làm sao địch nổi cửu tiêu kiếm tử vừa rồi còn xông vào trận trực tiếp giao phong với đại thừa của cửu củ tiêu kiếm cát chuyện này mọi người nhận ra muộn màng càng thêm kinh nghi bất định linh bảo đảo vạn kiếm cát hứa dương trở về vất tay áo hiện ra mọi người của nam hải phái Mọi người thấy thế, tự động tránh đường. Hứa Dương đi tới trước mặt Lý Thư Ngô, thấy hắn đã tỉnh, liền lấy ra một viên linh đan. Thấy vậy, Lý Thư Ngô lắc đầu, đưa tay ngăn lại, mệnh ta đã hết, không thể cứu vãn, đạo hữu đừng lãng phí linh đan nữa. Hứa Dương trầm mặt một hồi, cuối cùng lắc đầu, đạo hữu vừa rồi, vì sao lại nương tay, Lý Thư Ngô cười nhạt một tiếng, ung dung nói, nếu ta giết hắn, cửu tiêu kiếm cách nhất định sẽ đại khai sát giới, nhất là tên đại thừa kia, trong toàn trường, trừ đạo hữu ra, ai có thể toàn mạng thoát ra, hứa dương trầm mặt, cuối cùng thở dài, trước đây nói không chết không thôi, chẳng lẽ thật sự không chết không thôi sao, Lý Thư Ngô cười nhạt, trước đây vận dụng bí thuật, chém giết huyền âm. Lão quỷ, đã tổn hại căn cơ của ta, dù thiên kiếm có tiến cảnh, cũng khó đột phá đại thừa, số mệnh như thế, không quán trách trời cao, chỉ là có phụ lòng mong mỏi của đạo hữu, hứa dương nhìn hắn, cũng bất đắc dĩ việc này vốn không nên đến mức này. Ta biết, Lý Thư Ngô gật đầu, nhẹ nhàng cười, với năng lực của đạo hữu, nhất định có cách vẹn toàn đôi bên, giải nguy nan này, nhưng ta có đạo của ta, mệnh của ta, làm theo ý ta, sao có thể liên lụy đạo hữu, hứa dương nghe vậy, chỉ có thể trầm mặt. Đã nghe đạo, chết cũng không hối tiếc, Lý Thư Ngô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, như xuyên qua mái vòm, nhìn thấy trời cao, rồi lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía hứa dương, có thể đến cảnh giới này, lĩnh ngộ được thiên kiếm, thương ngô đời này, không còn gì hối tiếc, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, hứa dương thở dài, không nói thêm gì, đạo hữu còn có gì muốn phó thác, người hiểu rõ thương ngô nhất, chỉ có Lý Hiên Viên, Lý Thương Ngô cười một tiếng, lại nhìn sang những người của Nam Hải Phái bên cạnh. Trong Nam Hải Phái, tốt xấu lẫn lộn, có người muốn nương nhờ cửu tiêu kiếm cát, có người thà chết không chịu khuất phục, ta đi rồi, bọn họ nhất định sẽ bị bài xích, thậm chí bị giết, không biết đạo hữu có thể thu nhận họ không, đại sư huynh, phái chủ, mọi người nghe vậy, đều thất thanh, khó nói nên lời. Hứa Dương gật đầu, trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, đa tạ, Lý Thư Ngô cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt càng thêm ung dung, xin đạo hữu hãy chung cất ta trên đỉnh thiên kiếm phong, sau ba tháng, được xem hiên viên kiếm chỉ về Nam Hải, chém hết mọi bất bình nơi đây. Mấy ngày sau, thiên kiếm phong. Hứa Dương đứng một mình, trước mặt là một ngôi mộ mới xây, tỏa bắc triều Nam, nhìn ra biển cả mênh mông xa xăm bỗng nhiên có tiếng bước chân một người leo lên đỉnh núi thấy ngôi mộ mới thở dài một tiếng tiến lên thắp một nén hương không ngờ việc này lại đi đến bước này lục minh ngọc lắc đầu nhìn về phía hứa dương ánh mắt phức tạp đạo hữu thật sự muốn thực hiện lời ước kia sao hứa dương quay người thần sắc bình tĩnh đã nói ra đương nhiên phải làm lục minh ngọc khẽ thở dài cũng không tiện nói thêm gì đối phương nhúng tay vào việc này vừa hợp tình vừa bất ngờ lần này cửu tiêu kiếm các uy hiếp mà đến nam hải phái cùng lý thương ngô là người chịu mũi nhọn tiếp theo là các thế lực lớn ở nam hải vạn kiếm các cũng không ngoại lệ vốn đã có lợi ích liên quan với nam hải phái lại thêm tình giao hảo của hắn với lý thương ngô cùng việc trước đó đã từ chối cửu tiêu kiếm tử cửu tiêu kiếm các thắng rồi sao có thể không tính toán còn có giá trị của bản thân hắn một vị đại tông sư tinh thông cả khí và trận cũng đủ để cửu tiêu kiếm các vì lợi mà ra tay trừ phi hắn nguyện ý thần phục cửu tiêu kiếm cát làm chó săn cho họ nếu không cuộc xung đột này căn bản không thể tránh khỏi vì vậy hắn nhúng tay vào việc này vừa hợp tình vừa hợp lý vừa vì nghĩa vừa vì lợi nhưng lục minh ngọc không ngờ hắn lại làm đến mức này định ra ước hẹn sinh tử với cửu tiêu kiếm tử đây chẳng phải là đi theo vết xe đổ của lý thương ngô sao trận chiến này nếu thua kết quả không cần nói cũng biết với những gì hắn đã làm trước đó cửu tiêu kiếm tử dù không giết hắn để xả giận cũng sẽ bắt hắn trả giá đắt để giữ gìn thanh danh và uy nghiêm của mình thua thì đau thương thắng cũng phải chịu đựng giống như lý Thư ngô hắn có thắng thì đã sao chẳng lẽ thật sự có thể giết cửu tiêu kiếm tử hay sao không nói đến sự trả thù của cửu tiêu kiếm cát chỉ riêng cơn thịnh nộ của vị hộ đạo đại thừa kia nam hải cũng không ai có thể chịu đựng nổi lý Thư ngô đối với điều này cũng hiểu rõ lần này đấu kiếm chỉ sợ đã có ý định hy sinh hy sinh bản thân để bảo toàn đạo thống của Nam Hải Phái, không làm mất uy danh của sư tổ Nam Hải Lão Tổ Vân Thiên Hà, miễn cưỡng cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Nhưng Lý Thương Ngô là Lý Thương Ngô, Lý Hiên Viên là Lý Hiên Viên, trận chiến này hắn có bao nhiêu phần hy vọng chiến thắng, chiến thắng rồi, hắn có hạ sát thủ, lấy mạng cửu tiêu kiếm tử hay không, Lý Thương Ngô đã đi con đường đó, Lý Hiên Viên sẽ lại đi một lần nữa sao, Lục Minh Ngọc trong lòng đã ẩn ẩn có câu trả lời. Cho nên đối với việc này, nàng chỉ thở dài, Chuyện trên đời có một ác có hai, đạo hữu nên cẩn thận." Hứa Dương cười một tiếng, biết rõ ý của nàng, "Ta đã sắp xếp ổn thỏa, tiên tử không cần lo lắng, hơn nữa Nam Hải là nơi thị phi, không nên ở lâu, tiên tử đã có nơi an thân khác chưa?" Đạo hữu cứ gọi ta là Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc lắc đầu, cười nhẹ, "Lão thái quân đã giới thiệu cho ta, mấy ngày nữa ta sẽ đến Trung Nguyên, vào núi Thái Huyền đạo tu hành, đạo hữu không cần lo lắng." Thái Huyền Đạo Sơn, Hứa Dương lẩm bẩm một tiếng, rồi gật đầu, như vậy ta cũng yên tâm. Lần này tâm ý của hắn đã quyết, nhất định phải chém cửu tiêu kiếm tử, nhưng làm việc không thể không cân nhắc hậu quả, vạn kiếm các bên này hắn đã sắp xếp xong, duy nhất không yên tâm chính là Minh Ngọc Tiên Tử. Hắn đến Nam Hải lập nghiệp, mài kiếm tích lũy sức mạnh, đã hai ba trăm năm, trong thời gian đó chuyên tâm tu hành, còn có chuyện của mộng điệp, cho nên đối với việc giao thiệp với người đời cũng không nhiều, có thể gọi là bạn tốt cũng chỉ có hai người Lý Thương Ngô và Lục Minh Ngọc bây giờ Lý Thư Ngô đã đi, lo lắng duy nhất chính là Lục Minh Ngọc. Minh Nguyệt Các tuy là thế lực đại thừa, nhưng cũng chỉ là thế lực đại thừa mà thôi, với địa vị của tiêu gia ở cửu tiêu kiếm cát, nếu nổi điên, liều lĩnh trả thù, Minh Nguyệt Các rất khó bảo vệ được nàng. May mắn thay, với tư cách là một thương hội lớn, buôn bán khắp thiên hạ, Minh Nguyệt Các không phải không có chỗ dựa vững chắc. Thái Huyền Đạo Sơn, chính là hậu thuẫn của Minh Nguyệt Các, Bắc vực Trung Nguyên, có 10 đại thánh địa, bao gồm lục tông đạo mạch, lục tông lại chia làm hai phái, bắt đấu tiên tông, đại nhật tiên tông, thái huyền đạo sơn là một phái, ngũ hành tiên tông, cửu tiêu kiếm các, hạo vũ thiên môn là một phái khác. Thái huyền đạo sơn là một trong lục tông, địa vị cao quý, thực lực hùng hậu, cửu tiêu kiếm các lại là phe đối lập, chỉ cần lục minh ngọc vào thái huyền đạo sơn, thì dù tiêu gia có điên cuồng trả thù, cũng khó mà động đến nàng. Hiển nhiên, lục minh ngọc cũng biết tâm ý của hắn đã quyết nên mới an bài cho mình như vậy xua tan những lo lắng cuối cùng của hắn giao tình trăm năm rất nhiều chuyện đã không cần nói thành lời lục minh ngọc nhìn hứa dương chỉ thở dài lần này chia tay không biết ngày sau khi nào gặp lại duyên phận đến tự khắc sẽ gặp lại hứa dương cười một tiếng bình thản ung dung minh ngọc đừng lo lắng xem ra trận chiến này đạo hữu nắm chắc mười phần lục minh ngọc lắc đầu rồi hỏi có việc gì minh ngọc có thể giúp được không thật sự có một việc hứa dương nghe vậy cũng không khách khí không biết minh ngọc có thể báo với lục lão thái quân để lại cho ta mấy món trọng bảo trấn cát được không chuyện này lục minh ngọc khẽ giật mình có chút bất ngờ minh nguyệt cát thương hội lớn đương nhiên có mấy món bảo vật trấn cát nhưng bảo vật trấn cát tự có giá trị của nó nàng chỉ là một quản sự nhỏ căn bản không có quyền quyết định đương nhiên nàng cũng hiểu, hứa dương mở miệng, không phải muốn nàng giảm giá, mà là định thông qua nàng mua lại mấy món bảo vật trấn cát của Minh Nguyệt Cát. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Minh Ngọc bất ngờ. Hắn lấy đâu ra vốn liếng, những năm qua, vạn kiếm các tuy đã tích lũy được không ít tài sản thông qua việc gần như độc chiếm thị trường kiếm khí ở Nam Hải, nhưng muốn mua được mấy món kỳ trân của Minh Nguyệt Cát vẫn có độ khó nhất định, bởi vì đó đều là những linh vật hiếm có cấp 6 thậm chí cấp 7. Chẳng lẽ những năm này ngoài bán kiếm khí, hắn còn có nguồn thu nhập lớn khác. lục minh ngọc có chút kinh ngạc. thứ dương chỉ cười mà không nói. vài ngày sau, linh bảo đảo vạn kiếm cát náo nhiệt chưa từng có. tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về, đăng đảo vào trong. vừa vào đảo đã thấy hai bên đường các quầy hàng rực rỡ sắc màu, y như một khu phố thị sầm uất. lại đây, lại đây nào, linh kiếm hiên viên, linh kiếm hiên viên, đại hạ giá đều là hàng thật không bán đồ giả, lại đây xem nào, một quầy hàng bày đầy kiếm khí, chủ quán là một đại hán vạm vỡ, tuy chỉ có tu vi nguyên anh, nhưng kiếm khí bày trên quầy lại đa phần là linh bảo, tài sản phong phú, khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ là một nguyên anh, sao có nhiều linh kiếm đến vậy, không chỉ có linh kiếm, bên cạnh đó, một bé gái xinh xắn, đáng yêu đang bày bán các loại phù lục, ẩn hiện điện quang, thậm chí có cả tiếng sấm rền, hơn phân nửa là phù bảo và phù lục cao dai với uy lực kinh người, sấm sét đang xen. Bên cạnh bé gái, lại có một người đàn ông trông rất già dặn, đang rao bán đang dược trên quầy của mình. Thực phẩm trúc cơ đan, 3.000 linh thạch một viên. Nếu dùng vật phẩm thuộc ngũ hành, có thể dùng để luyện chế pháp bảo linh tài để đổi, quy ra tiền 2.000 linh thạch một viên. Ngũ hành kết kim đang thượng phẩm, chỉ đổi linh vật thuộc ngũ hành, ít nhất cũng phải tam giai. Linh dịch nguyên thần, đây là bá vương vô cực dịch, là bí dược trèn luyện thân thể, cường thân kiện thể. Tu luyện đến ngũ giai nhục thân, có thể so với đại yêu hóa thần, chỉ đổi linh vật cao giai thuộc ngũ hành, hoặc là huyền thiết tinh kim. Đây là vạn cổ trường thanh đan, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, ngay cả tu sĩ hóa thần, chỉ cần chưa từng dùng loại đan dược tương tự, cũng có thể tăng thêm 100 đến 200 năm thọ nguyên, dù là phản hư hay hợp thể, cũng có thể được thêm vài chục năm tuổi thọ, chỉ đổi linh vật ngũ giai, ưu tiên người có vật phẩm thuộc ngũ hành. Lại đây lại đây xem vạn kiếm các đại hạ giá các loại pháp môn kỹ nghệ truyền thừa không thiếu thứ gì kiếm pháp trận pháp lôi pháp đan pháp phù pháp khí pháp số lượng có hạn trận bàn trận kỳ trận đồ có sẵn trận pháp đại hạ giá dù là tìm tòi bí cảnh hay bảo vệ sơn môn đấu pháp chiến đấu đều là hàng cao cấp trước quầy đang dược mọi người tụ tập còn chưa hết kinh ngạc vì các loại linh đang dịu dược thì đã thấy các quầy hàng bên cạnh lần lượt rao bán như những quả bom nặng ký nổ tung giữa đám đông vạn kiếm cát lại có nhiều thứ như vậy không phải nói hắn chỉ luyện kiếm sao đan pháp phù pháp khí pháp trận pháp bách nghệ tu chân bí thuật thần thông lý hiên viên kia chẳng lẽ đã tìm được động phủ tiên nhân nào hay là truyền thừa thượng cổ điên rồi điên rồi một phần nguyên thần linh dịch vậy mà chỉ đổi năm sáu phần tài liệu trúc cơ đan cực phẩm ngũ hành kết kim đan cường thân đoán thể dịch duyên thọ tục mệnh đăng, hiên viên linh kiếm trận bàn trận kỳ lôi phù điện triện đều là do lý hiên viên kia làm ra không không thể nào vạn kiếm các những năm nay tuy đóng cửa ở linh bảo đảo nhưng chưa từng mở rộng sơn môn thu nhận đệ tử nhiều đang dược phù lục pháp bảo trận bàn như vậy là do ai luyện chế mặc kệ nó trương huynh để tình chúng ta quen biết nhiều năm nhường cho ta một nửa khối thủy linh ngọc của huynh đi chỉ cần có được nguyên thần linh dịch này ta nhất định có thể tiến cảnh hóa thần, sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh. Trong phường thị linh bảo, mọi người không kịp nhìn ngắm, đã bị cuốn hút không muốn rời đi. Mà ở một nơi khác, cái gì? Trong cửu tiêu cự cử hạm, tiêu chương đầy mặt kinh ngạc, nhìn người đến báo tin, người nhắc lại lần nữa, bẩm, bẩm kiếm tử, người kia cảm thấy áp lực, vội vàng đáp, vạn kiếm cắt mở một khu chợ giao dịch trên linh bảo đảo, đem các loại đan dược, phù lục, pháp bảo, trận bàn, cùng các loại công pháp, thần thông, bách nghệ chi thuật ra bán, giá cả rất rẻ, đang phù khí trận còn được, nhiều nhất giảm đến 60%, còn công pháp gần như bán một nửa giá, thậm chí giảm còn 30%, 40%, không chỉ có rất nhiều tu. Sĩ Nam Hải nghe tin mà đến, một số thế lực chi nhánh của Thánh Địa Trung Nguyên cũng mang theo nhiều tài sản đến đây mua sắm, khiến vạn kiếm các kiếm được không biết bao nhiêu linh thạch. Ngoài ra vạn kiếm các còn thu mua các loại vật liệu nhất là linh vật cao giai thuộc ngũ hành, có thể đổi được nhiều linh thạch hơn, một số kiếm khí pháp bảo, linh đang dịu dược, cùng thần thông bí pháp, càng chỉ có thể dùng linh vật cao giai để trao đổi. Bây giờ linh bảo đảo, có thể nói là người người tấp nập. Nghe xong báo cáo, mọi người đều kinh ngạc. Tiêu chương càng không hiểu, hắn muốn làm gì, thì nữ phía sau dè dặt suy đoán, bán tháo tài sản như vậy, chẳng lẽ là muốn chuẩn bị quyết tử cho trận chiến, chuẩn bị quyết tử lại dùng vật phẩm đã luyện chế, đổi lấy nguyên liệu thô, nào có kiểu chuẩn bị như vậy, không đúng, vạn kiếm cắt lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy, còn có những công pháp thần thông đó, người này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ định bỏ trốn, nên mới làm như vậy để thu vén. Bỏ trốn mà còn rầm rộ như vậy sao, mọi người bàn tán xôn. Sao, đều không hiểu nổi. Cuối cùng vẫn là nhạc thanh nhi lên tiếng, Lý Hiên Vi này, vốn không rõ lai lịch, không biết là tu sĩ phương nào, Bây giờ lại có hành động kỳ lạ như vậy, chỉ e là có liên quan đến trận đấu kiếm ba tháng sau, chư nghi con phải cẩn thận. Mẫu thân yên tâm, hài nhi biết rồi, Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, bất luận kẻ này có dở trò gì, trận chiến này ta nhất định sẽ đánh bại hắn thật sao? Lời nói tự tin còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng phản bác, một lão già áo đen chấp tay bước đến, ánh mắt có chút bất thiện. Sư tôn, Chu trưởng lão, Tiêu Chương biến sắc, Nhạc Thanh Nhi càng vội vàng hành lễ. Hừ lão già áo đen hừ lạnh một tiếng đừng nói là vi sư không nhắc nhở ngươi pháp môn thiên kiếm mà lý thương ngô thi triển trước đó tám chín phần mười là do người này truyền dạy nếu ngươi khinh thường hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đến lúc đó đừng trông mong vi sư ra tay cứu giúp nói xong cũng không để ý hai người phản ứng ra sao liền phải tay áo bỏ đi ba tháng sau thương lãng khư lại dậy sống. gió cuốn mây giăng đấu kiếm lại mở ra các tu sĩ tứ phương lại tụ họp ẩn chứa trong lòng nỗi lo lắng không yên. Vạn kiếm các chủ đâu, chưa thấy tới. Chẳng lẽ ôm của cải bỏ trốn rồi, nói bậy, hiên viên tiền bối há lại là kẻ nhát gan như thế, Linh bảo đảo phường thị, mở chưa đầy ba tháng, mấy hôm trước mới đóng cửa. Chỉ ba tháng ngắn ngủi, vạn kiếm các đã kiếm được bao nhiêu linh thạch, thu về bao nhiêu linh vật, nghe nói ngay cả thánh địa trung nguyên cũng nghe tin mà tới tranh mua. Ba tháng qua, bán không biết bao nhiêu đan dược, phù lục, pháp bảo, trận khí, còn có đủ loại công pháp. Người ta chuẩn bị chiến đấu, là đem vật liệu đổi thành thành phẩm, tăng cường thực lực, hắn lại đi ngược lại, đem thành phẩm đổi thành vật liệu, thật khó mà không nghi ngờ hắn có ý đồ bỏ trốn. Người biết gì, hiên viên tiền bối là muốn gom góp vật liệu, luyện chế một món đại sát khí, ứng phó với tên cửu tiêu kiếm tử kia, ba tháng, luyện được thứ gì đáng kể, mọi người bàn tán xôn xao, hoang mang bất định. Quả thật, ba tháng qua, những việc làm của vạn kiếm cắt khiến người ta khó hiểu nhưng đến nước này nghi ngờ cũng vô ích chỉ có thể chờ xem kết quả ầm một tiếng sấm vang trời một thanh kiếm phá không mà đến hóa thành cửu tiêu cự hạm chiếm cứ một góc trời cửu tiêu kiếm cát lại đến trước ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó đều cảm thấy có điều bất thường trên cửu tiêu cự hạm lão già áo đen đứng chắp tay phía sau là nhạc thanh nhi cho mày và tiêu chương mặt lạnh như băng trận chiến này khác với trước đây đối với cửu tiêu kiếm các mà nói chẳng khác nào tự hại mình trước đây đấu kiếm với lý thương ngô thắng thì uy chấn nam hải thua cũng chẳng mất gì cùng lắm tiêu chương bị tổn hại thanh danh nhưng sau trận đấu trước vì cứu mạng tiêu chương đại thừa đã ra tay mạnh mẽ can thiệp khiến cửu tiêu kiếm các mất hết mặt mũi như thế tái đấu đối với một lý hiên viên chỉ có tu vi phản hư dù tiêu chương có thắng cũng không thể gỡ gạt lại thể diện đã mất thậm chí còn khiến thanh danh hắn thêm sa sút thắng chẳng lợi lộc bại lại thêm nhục thể diện mất sạch không nói còn nguy tới tính mạng bởi vậy trận chiến này với cửu tiêu kiếm các hoàn toàn bất lợi lợi ích và mạo hiểm chẳng hề tương xứng tuy nhiên vì tiêu chương bọn họ vẫn phải đến không đến không được lần giao đấu trước thiên kiếm so tài tiêu chương bại dưới tay lý thương ngô đã là một vết nhơ nay lý hiên viên lại mang danh nghĩa chính đạo bức bách hắn ứng chiến nếu không nhận lời chẳng khác nào thừa nhận những lời đối phương nói trước đó. Đến lúc ấy, ánh mắt người đời, lời đồn đại, cùng với nỗi sợ hãi thất bại sẽ trở thành chướng ngại trong đạo tâm tiêu chương, e rằng sau này khó tấn đại thừa, khó vượt thiên kiếp. Đây chính là đại thế, danh lợi tạo nên đại thế, trước khi bọn họ dùng thủ đoạn này bức lý thương ngô ứng chiến, nay đấu chuyển tinh di, gậy ông đập lưng ông, để bọn họ nếm trải cảm giác bị người khác ép buộc. Thật khó chịu, chính vì vậy, tiêu chương mới sắc mặt khó coi như thế chu yên chắp tay đứng trước thấu hiểu cảm giác của đệ tử thân truyền ánh mắt đảo khắp chiến trường trong ngoài thương lãng khư như muốn tìm ra manh mối nào đó cẩn trọng bất an không xem không biết xem rồi mới giật mình tìm hiểu kỹ càng hắn mới nhận ra lý hiên viên khó đối phó đến nhường nào lai lịch bất minh nội tình khó lường khí trận song tuyệt bậc thầy tông sư kiếm pháp trên người quỷ thần khó đoán cắm rễ nam hải chưa đầy trăm năm đã tạo dựng cơ đồ lớn mạnh như vậy thêm vào những thành tựu trước đây cùng với những hành động biểu hiện của vạn kiếm các ba tháng qua thật lòng mà nói hắn rất không chắc chắn bậc nhân vật như thế dù trọng tình trọng nghĩa cũng tuyệt không nói lời thừa hắn dám ước chiến tiêu chương sinh tử đấu kiếm ắt có chỗ dựa thậm chí là nắm chắc phần thắng trận chiến này tình thế của tiêu chương cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn lại không thể làm gì Hắn từng có ý định lẻn vào vạn kiếm cát tìm hiểu lai lịch của người này, thậm chí trực tiếp ám sát. Nhưng ba tháng qua, linh bảo đảo phường thị tấp nập người qua kể lại, dưới con mắt của vạn người, trừ phi vứt bỏ thể diện của cửu tiêu kiếm cát, nếu không hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Bởi vậy hôm nay, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liều mình mà đến. Tu vi của hắn nhất định có ẩn dấu, không phải đại thừa thì cũng là hợp thể, lại thêm thông thiên kiếm pháp kiếm cảnh tu vi còn trên cả lý thư ngô. Cộng thêm trận pháp, khí pháp, một thân tuyệt kỹ trận chiến này, chương nghi hoàn toàn không có phần thắng, cùng lắm chỉ giữ được mạng. Nhưng hắn sát khí đằng đằng, rõ ràng là không chết không thôi, chẳng lẽ lại vứt bỏ mặt mũi, ra tay cứu giúp, hay là chu yên trong lòng rối bời, quay xa nhìn tiêu chương, thăm dò, lúc này hối hận vẫn còn kịp, sư tôn, tiêu chương mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, ta biết rõ người này không tầm thường, nhưng ta cũng không phải để mặt người ta chém giết. Hắn ẩn giấu tu vi, nếu là hợp thể, có càng khôn hộ tâm giáp, có thể bảo vệ ta không chết, nếu là đại thừa, sư tôn ra tay cũng là hợp tình hợp lý, ai cũng không thể nói nửa lời, huống hồ nhục mạ thanh danh kiếm các ta, chu uy nghe vậy, cũng chỉ biết bất lực, vậy tùy ngươi, nói xong, không khuyên nữa. Làm đến mức này, đã là hết lòng giúp đỡ, dù tiêu chương có sơ xuất, tiêu gia cũng khó trách cứ hắn. Vậy nên, tùy hắn vậy, ầm. Chưa kịp định thần, gió sấm nổi lên kinh người, kiếm quan từ xa lao đến. Đến rồi, vạn kiếm cát, lý hiên viên, tiếng kinh hô vang lên, kiếm quan lao thẳng vào chiến trường, lấn át cả vùng hoang khư phía trên. Chuột nhắc to gan, mau tới chịu chết, một tiếng quát lạnh, thẳng thừng khiêu khích đối thủ. Cùng đồ, tiêu chương ánh mắt lạnh lẽo, tung kiếm bay lên, đáp xuống giữa sân, đối mặt gay gắt, hôm nay ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám lớn lối như vậy. Nói đoạn, hắn vung tay áo, ngũ sắc quang hoa như kiếm bay ra, hội tụ ngũ hành chi lý, hóa thành càng khôn trận pháp. Ngũ hành hiên viên kiếm, chuyện này mọi người chứng kiến, không khỏi kinh ngạc. Ngũ hành hiên viên kiếm, bảo vật được kiếm tử tiêu chương đấu giá tại Đông Lai Đại hội trước đó. Người đấu giá bảo vật này thì thôi, còn mang ra giao đấu với chủ cũ, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, mọi người kinh nghi bất định, tiêu chương chỉ cười lạnh, ngũ hành chi kiếm lập tức bày thành một phương kiếm trận thiên kiếm chi đạo chính là kết hợp kiếm pháp lôi pháp và trận pháp bởi vậy tiêu chương cũng tinh thông trận đạo hơn nữa trong lần giao đấu trước với lý thương ngô tiên kiếm trung phẩm của hắn đã bị hủy nên giờ đây hắn thuận thế dùng ngũ hành hiên viên kiếm để đối địch về phần việc dùng kiếm đối đầu với chủ cũ có ẩn chứa tai họa gì không tu sĩ thiên kiếm căn bản không lo lắng điều này dù sao thiên kiếm độc tôn thiên địa đều có thể chế ngự há gì phải e ngại hậu hoạn ngũ kiếm thành trận, nối liền đất trời, tiêu chương không nói thêm lời, thi triển cửu tiêu ngự kiếm chân quyết, muốn phô diễn quy lực thiên kiếm. Thế nhưng phàm phu tục tử, múa rìu qua mắt thợ, hứa dương phất tay áo, thái cực đồ xoay chuyển, đảo ngược càng khôn. Ken! 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 Ken. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm, kiếm ngân vang vọng, ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt vỡ tan, thiên viên ngũ kiếm hóa thành năm đạo lưu quang, bay vào càng khôn tụ, không còn chút tiếng động. Mọi người chứng kiến, đều chìm vào im lặng. Chỉ có tiêu chương, ánh mắt kinh hãi, bản lĩnh như vậy, tuyệt không phải phản hư, người rốt cuộc là lời nói kinh sợ, không phải vì nhận ra muộn màng, mà là dùng cách này để xác định, đối phương quả thật che giấu tu vi, chính là đại thừa chi tôn. Như thế, không chỉ bảo vệ được đạo tâm, còn có thể kêu gọi viện binh, nhờ sư tôn ra tay giúp đỡ. Phải nói rằng, tâm cơ của tiêu chương quả thật linh hoạt nhưng hứa dương phất tay áo thu kiếm phá trận rồi chỉ tay một thanh kiếm bay ra âm um. lập tức sấm sét kinh hải, song kiếm như rồng uốn lượng uy phong xuất hiện chính là thiên lôi song kiếm mọi người đồng tử co rút ti lôi viêm hàng ngày trong nháy mắt hợp nhất hóa thành một kiếm thẳng lên chín tầng trời cửu thiên tiêu chương biến sắc định tránh né thì thấy đạo kiếm quan lôi đình kia ầm vang bay lên cửu tiêu hướng thẳng cự hạm đánh tới ngươi dám biến cố bất ngờ kinh động mọi người trong cửu tiêu cự cử hạm cũng có kiếm quan bay ra chém về phía thiên kích lôi viêm Thứ dương không để ý tới chỉ nhìn tiêu chương kiếm quyết dẫn dắt sát khí hiện rõ lập tức ầm 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 vạn khí vang lên len ken chấn động xung quanh chiến trường trong phạm vi ngàn dặm chúng tu vội vàng siết chặt binh khí thậm chí cả pháp bảo trong túi vạn khí chấn động vạn kiếm uẩn sinh, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, bao phủ hư không, ùng ùng kéo đến. Kiếm trận, cửu nghi kiếm trận, tuy là trận pháp giảng lược, ảnh hưởng chỉ trong ngàn dặm, cuối cùng thu hẹp lại trăm dặm thành kiếm, nhưng cũng có ức vạn kiếm khí cuồn cuộn tạo thành kiếm trận. Trương Nhi, mau lui lại. Trên bầu trời, Chu Yên phá vỡ thiên cơ lôi viêm, kinh hải lao về giữa sân, lớn tiếng nhắc nhở. Kiếm trận, kiếm trận đã được bố trí từ trước, sớm có dự mưu, vừa rồi vì sao hắn không phát hiện, thậm chí không thấy một chút manh mối, chẳng lẽ trận đạo tạo nghệ của người này đã đạt đến mức độ như thế, ngay cả hắn, một đại thừa tiên chân, cũng không nhìn ra nửa điểm dấu vết, không, không, đây không chỉ là trận đạo, kiếm hợp thiên địa, liền thành một khối, đây là, thiên kiếm chi trận, chu yên kinh hải tột độ, vô cùng cấp bách, xông vào trận cứu viện. Tiêu chương bừng tỉnh, nhìn kiếm ảnh đầy trời, cắn chặt răng, thúc giục pháp lực, âm dương nghị khí trong cơ thể chợt hiện, hóa thành càng khôn bát quái, cố thủ phòng ngự. Chính là tiên khí thượng phẩm, trọng bảo hộ thân, càng khôn hộ tâm giáp, giữ nguy nan, một quán chạy trốn là tự tìm đường chết. Chỉ có cố thủ chờ viện binh, mới có một đường sinh cơ. Với sự kiên cố của càng khôn hộ tâm giáp, nhất định có thể chống đến khi sư tôn tới cứu. Tiêu chương nghiến răng, tính toán đối sách, quy năng của càng khôn hộ tâm giáp hiển lộ, bảo vệ hắn bên trong. Tiên khí thượng phẩm, Xếp hạng thất giai, tương đương với hợp thể. Hắn là tu sĩ hợp thể, Thánh tử Tiên tông, toàn lực vận dụng vi năng của bảo vật này hiển lộ rõ ràng. Thế nhưng, quanh vạn kiếm như thác, cuồn cuộn kéo đến, trời đất giao hòa, ngưng tụ thành một vệt sáng. Một thanh thánh kiếm huy hoàng xuất hiện, chiếu rọi nhật nguyệt tinh thần, thảo một sông núi, phô bày sự vĩ đại của thiên địa, rồi lại thấy khí thế hào hùng, chiến hỏa liên miên hiện ra sự hỗn loạn của lòng người năm tháng như thoi đưa lịch sử như khói nhân đạo sự tình đều ở trong đó thiên viên thần kiếm quyết tuy không có kiếm khí nhưng có thần thông một kiếm huy hoàng chém ra thẳng phá càng khôn bát quái tiêu chương biến sắc gấp rút thúc giục pháp lực càng khôn bát quái hợp nhất muốn đỡ đòn tuyệt kỹ này nhưng không ngờ xoẹt một tiếng vang nhỏ kiếm khí phun trào tiên giáp bị thương tiêu chương đồng tử co rút cúi đầu nhìn chỉ thấy trên càng khôn hộ tâm giáp vừa được tu bổ hoàn chỉnh một vết kiếm ngân hiện rõ một tiếng nổ lớn từng tràng kinh hô vang lên thần kiếm phát sáng huy hoàng chém ra vỡ tan càng không bát quái xuyên vào huyết nhục thân thể trong ánh sáng vỡ vụn một thân người đứng thẳng bất động không thể tin được mà cúi đầu nhìn xuống ngực mình chỉ thấy một vệt kiếm ngân phá tan càng không tiên giáp xuyên vào tâm mạch mang đến nỗi đau vô biên. Càng không tiên giáp, không thể hộ tâm, chương nhi, trên bầu trời, trong cự hạm, một người bay ra, kinh hải lao về phía chiến trường. Nhưng không ngờ oanh. Một tiếng nổ lớn, vạn kiếm xuyên thân, huyết nhục tung tóe, Thân thể tiêu chương, như khói lửa, nổ tung giữa trời, nhuộm đỏ cả không gian. Chương nhi. Nhạc thanh nhi khàn giọng gào lên, như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ, Chu Uyên mặt trầm như nước, ánh mắt kinh hãi, thúc đẩy tiên lực đại thừa, bắn ra gió lôi chi kiếm, ầm vang phá trận, thẳng hướng thân thể hiên viên. Ầm, chỉ thấy quang ảnh nổ tung, kính hoa thủy nguyệt, hư không dịch chuyển, thoáng chốc biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại một thanh kiếm rơi giữa không trung. Hừm. Chu Uyên cho mày, bắn kiếm quang, ngược lại bay đi, thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trước càng khôn hộ tâm giáp đã hơi hư hại, phất tay áo thu lấy thượng phẩm tiên giáp này cùng vài đạo linh quan khác cửu tiêu kiếm tử, thàm phu tục tử, tu vi của hứa dương, tuy chỉ là phản hư, nhưng nhờ thiên công tạo hóa, cơ giáp tiên linh bạch ngọc kinh cấp trung phẩm 500 triệu khí, cùng với hàng loạt đặc tính kỹ năng như tổ sư đạo pháp, gia trì, dưới đại thừa, trừ những tiên thai dị số của kim hiếm có, căn bản không ai là đối thủ của hắn, kể cả thánh chủ tiên tông. huống hồ hắn đã sớm bày sẵn ván cờ, trong thương lãng khư này, bố trí một, tiểu cửu cung tam tài kiếm trận biến đổi linh lực thiên địa phương viên trăm dặm thành kiếm trận thêm vào hiên viên, một kiếm vết ra, dưới đại thừa, việc không có đường sống. Tiêu chương tuy là cửu tiêu kiếm tử, có càng khôn hộ tâm giáp, tiên khí thượng phẩm hộ thân, toàn lực phát ra có thể ngăn cản tu sĩ đại thừa mấy lần cường công. Nhưng ba tháng trước, giáp này bị Lý Thương dùng ngô thiên kiếm phá hủy, bây giờ dù đã được sửa chữa tạm thời, vẫn còn lỗ hổng trí mạng. Sao có thể chống đỡ của hiên viên? Vì vậy, trận chiến này căn bản không có gì lo lắng. Ngay khi tiêu chương bước vào chiến trường, bước vào cửu nghi kiếm trận, kết quả đã được định đoạt. Nhưng mục tiêu của hứa dương không chỉ là hắn, tặc tử. Mắt thấy hứa dương phất tay thu càng khôn hộ tâm giáp cùng mấy món tiên khí tùy thân của tiêu chương, dù chu uyên là đại thừa tiên chân với định lực vô cùng, cũng không chịu nổi, muốn rách cả mí mắt, kinh sợ vô cùng. Lúc này hắn bắn lên phi kiếm, hướng hứa dương mà lao tới. Tiêu chương chết thì cũng đã chết rồi, bất luận hắn thiên tư cỡ nào kinh người, tiềm lực cỡ nào to lớn sau khi chết đều tan thành mây khói không còn quan trọng nhưng càng khôn hộ tâm giáp thì khác tiên khí thượng phẩm này là bảo vật trọng yếu của cửu tiêu kiếm cát là vật hộ thân của các đời kiếm chủ không phải tài sản tư nhân của tiêu gia chỉ vì tiêu đằng dùng quyền mưu tư bỏ qua quy củ đem bảo vật này truyền cho tiêu chương người chưa trở thành kiếm chủ tiêu chương đã chết không thể cứu vãn nhưng nếu mất đi càng khôn hộ tâm giáp cử tiêu kiếm cát sẽ gặp tổn thất không thể chấp nhận chu yên vừa kinh vừa phẫn kiếm bay nhanh hơn tiên lực hao tổn cũng không quan tâm hắn tung kiếm quan khí thế to lớn hướng thẳng hứa dương quyết tâm đoạt lại trọng bảo của kiếm cát thế nhưng hứa dương căn bản không để ý thân ảnh vừa chuyển liền gặp ngũ quan thập sắc nháy mắt độn hành vào hư vô thần thông thiên cương ngũ hành đại độn mặc dù có giáp tiên linh trợ giúp dưới đại thừa trong phạm vi hợp thể hắn có thể tự do hành động có thể xưng vô địch, nhưng cũng chỉ giới hạn ở dưới đại thừa và trong phạm vi hợp thể mà thôi. Đối diện Chu Uyên, một tu sĩ đại thừa chính đạo chính tông, hắn không có thủ đoạn chiến thắng. Cửu nghi kiếm trận vừa rồi đã tung hết sức mạnh để phá càng khôn hộ tâm giáp, tiếp tục đánh nữa chỉ có thất bại. Vì vậy, Hứa Dương quyết đoán thi triển ngũ hành đại độn, thoát thân. Chạy đi đâu, Chu Uyên vung kiếm đuổi theo, mắt thấy đối phương độn thổ, hắn chém kiếm vào hư không, muốn cắt đứt đường đi nhưng ngũ hành đại độn là thần thông thiên cương, há dễ bị phá, ở địa tiên giới, bằng độn pháp này, hứa dương quấy long cung, náo địa phủ, ngay cả chân long kiếp cảnh, minh quân Diêm La cũng không cản được hắn, huống hồ một tu sĩ đại thừa, làm sao ngăn hắn thoát thân, ngũ hành độn quan phá không mà đi, thoáng chốc biến mất. Tặc tử, Chu Yên tức giận thở hỗn hển, chẳng biết đuổi về hướng nào. Lúc này, Chương Nhi, một tiếng kêu thảm thiết, nhạc thanh nhi cuối cùng tỉnh lại sau cơn choáng váng, liều lĩnh lao về phía chiến trường. Nhưng ngũ hành độn quang lại xuất hiện, hóa thành một thân ảnh, tay cầm thiên tiếp lôi viêm. Ngươi! Nhạc thanh nhi đồng tử co rút, hoảng sợ dừng lại, định phản kháng. Nhưng đối phương chỉ dẫn thiên lôi, trực tiếp đánh gãy một đạo kiếm quang. Sau đó, Phật chỉ cảm thấy cổ đau nhói, kèm theo tiếng vang quá dị, máu tươi phun ra, trời đất quay cùng, sau cùng nhìn thấy một thi thể không đầu quen thuộc, không hiểu kinh hãi. Đó là một cái đầu lâu, theo kiếm bay lên, rồi lại rơi xuống, không kịp nghĩ lại quá khứ, không kịp hối hận ngày xưa tham lam. Chỉ một kiếm này, vạn sự đều kết thúc, Thanh Nhi, Chu Uyên cũng cảm nhận được, quay đầu lại, chỉ thấy một kiếm ngang qua, máu nhuộm trời cao, một cái đầu đau thương rơi xuống. Cảnh tượng này khiến Chu Uyên nổi giận đùng đùng, liều lĩnh vung kiếm lao tới. Thứ dương nào để tâm đến hắn, lật tay thu thi thể Nhạc Thanh Nhi rồi lại thi triển ngũ hành đại độn thoáng chốc biến mất a à, chu yên vung kiếm đuổi theo nhưng chỉ rơi vào khoảng không tức giận gầm lên mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê chứng kiến cảnh tượng này không ai dám nói lời nào lặng lẽ lui ra xa tránh họa vô đơn chí không ai ngờ trận đấu kiếm này lại diễn ra và kết thúc như vậy cửu tiêu kiếm tử chưa kịp ra ba chiêu đã bị một kiếm đoạt mạng điều này thật sự nằm ngoài dự liệu Tuy trước đó đã biết Lý Hiên Viên thực lực bất phàm, dám lập sinh tử chiến ước hẳn có chỗ dựa, nhưng không ai ngờ chỗ dựa đó lại mạnh mẽ đến vậy. Hai chiêu một kiếm, phá kiếm trận, hủy tiên giáp, giết thánh tử, định sinh tử, thực lực như vậy, chẳng lẽ là phản hư? Nếu vậy thì thôi, đằng này còn trực tiếp đối đầu đại thừa, ra tay giết người không chút do dự, không chỉ nằm ngoài dự liệu, mà còn vượt xa tưởng tượng. Nam Hải mài kiếm, hiên viên vấn đạo, mài kiếm gì, hỏi đạo gì? mọi người không biết chỉ biết kinh hãi vội vã rút lui chỉ còn chu uyên một mình tay cầm kiếm ngơ ngác nhìn bốn phía lừng lẫy tứ phương kiếm đấu cả thiên giới trận đầu đã thảm bại nay mất một kiếm tử đương đại chết một thánh nữ tiền nhiệm lại mất bảo vật càng không hộ tâm giáp của kiếm cát hắn thân là hộ đạo biết ăn nói thế nào khi trở về chu trưởng lão đang lúc chu uyên mê mang một tiếng gọi run rẩy kéo hắn về thực tại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cự hạm giữa không trung, mọi người hoang mang lo sợ, kinh hãi tột độ. Chu Uyên trầm mặt một hồi, rồi bay lên, trở về cự hạm. Thôi vậy, người chết là người tiêu gia, hắn đã khuyên can hết lời, đã hết lòng tận tụy, còn biết nói gì nữa, Lý Hiên Viên, với thiên kiếm đã thành và thông hiểu lý lẽ ngũ hành, đã tu thành thần thông độn pháp. Trừ phi vận dụng trọng bảo cấm chế hoặc có vài vị đại thừa cùng nhau bao vây, nếu không ai có thể bắt được hắn người tiêu gia gây ra họa, thì cứ để họ tự giải quyết, hắn không bận tâm, cửu tiêu cự cử hạm rời đi trong nỗi kinh sợ. Thương lãng quy khư, vẫn là gió dục mây vần. Nhìn ra xa nghìn vạn dặm, thận Long Uyên vẫn là là một cảnh tượng bình tĩnh. Hứa dương trở về, xuyên qua trận thế trùng điệp, trở lại kỳ lân cung. Sau trăm năm kinh doanh, thận Long Uyên đã bị hắn nắm giữ hoàn toàn. Trừ một số khu vực vẫn mở ra bên ngoài để che giấu tai mắt người, các nơi khác đều bị trận thế bao phủ, khai mở động phủ, linh điền, vườn thuốc, luyện khí công xưởng. Dù chưa thể so sánh với thành quả trong mộng, nhưng cũng có phong thái của vạn đạo học cung. Hai nơi cơ nghiệp ở Nam Hải là Bạch Ngọc Kinh, Thận Long Uyên, cùng với vạn kiếm cát, linh bảo đảo, bây giờ vạn kiếm cát đã bị vứt bỏ, còn Thận Long Uyên thì hứa dương không có ý định rời xa khỏi Nam Hải. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Lời này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai. Theo lẽ thường, đã dời bỏ cơ nghiệp linh bảo đảo, hắn không có lý do gì lại lưu lại Nam Hải chờ chết. Dù cử tiêu kiếm các đảo ngược mà xuống, Nam Hải rộng lớn vô cùng, liền với Hải Dương vô tận, bọn hắn cũng khó tìm được tung tích. Thêm nữa, hứa dương thông hiểu thiên cơ pháp, có tâm huyết dân trào và khả năng báo động trước. Cho dù bọn họ tìm được thận Long Uyên, hắn cũng có thể kịp thời phát giác và trốn đi thật xa, không cần lo lắng trở lại kỳ lân cung của mình mở trận pháp cấm chế toàn diện làm xong các biện pháp ngăn cách hứa dương mới mở ra càng không tụ lấy ra càng không hộ tâm giáp bị máu tươi nhuộm đẫm càng không bát quái tiên khí thượng phẩm là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này tuy tổn hại nhưng căn cơ của bảo vật này vẫn còn nguyên vẹn với kỹ nghệ của một luyện khí tiên sư thất gia như hắn chỉ cần tìm được vật liệu phù hợp ắt sẽ tu bổ được khôi phục nguyên trạng về phần Cửu tiêu kiếm ấn cùng linh tính tiên khí còn lưu lại trên thân bảo với tu vi gần đạt thánh đạo như hiện nay, việc thu phục một kiện tiên khí đối với hắn không phải chuyện khó. Nếu không được, hắn sẽ luyện hóa nó rồi đúc lại, sau khi cất càng khôn hộ tâm giáp, hắn lấy ra vài món tiên khí phẩm chất khác nhau. Tiêu chương là đương kim kiếm tử, nhạc thanh nhi là cựu thánh nữ, mà tiêu gia lại là dòng dõi quý tộc của cửu tiêu kiếm cát, nên gia sản của họ không cần phải nói. Vài món tiên khí trữ đồ vừa mở ra, bảo vật bên trong lập tức tỏa sáng lấp lánh khiến người ta hoa mắt hứa dương lựa chọn tỉ mỉ lấy ra những vật phẩm vừa ý nhất cũng là những vật phẩm có giá trị nhất đầu tiên là một viên ngũ hành thần long một không sai là một viên chứ không phải một đoạn tại đông lai đại hội trước đây tiêu chương chỉ dùng một đoạn ngũ hành thần long một đã vỗ thành ngũ hành hiên viên kiếm có thể thấy giá trị của ngũ hành thần long một dù là linh vật thất giai cũng thuộc hàng trung thượng nhưng trước đây chỉ là một đoạn không trọn vẹn thật là đáng tiếc hiện tại thì khác nhờ tên đần tiêu chương hắn đã có được nguyên một viên ngũ hành thần long mục vừa hay có thể dùng để luyện chế một kiện tiên khí thượng phẩm từ khi thiên công tạo pháp tiến vào thất giai kế hoạch chế tạo cơ giáp tiên linh thượng phẩm đã được hứa dương đưa vào danh sách ưu tiên nhưng để chế tạo cơ giáp tiên linh thượng phẩm nhất định phải có tiên khí thượng phẩm làm trung tâm hứa dương đã thu thập được rất nhiều pháp môn luyện khí tại địa tiên giới lại hợp tác với thiên đình để tiếp cận kho tàng của họ chỉ cần vật liệu đầy đủ rồi nâng tu vi lên đại thừa hoặc hợp thể việc luyện chế tiên khí thượng phẩm đối với hắn không thành vấn đề nhưng với nhiều tiên khí thượng phẩm như vậy nên luyện chế pháp bảo nào thì tốt hơn lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là hiên viên kiếm nhưng hiên viên cần công đức cứu thế hiện tại căn bản không thể trông cậy vào vì vậy hắn quyết định chọn phương án thứ hai luyện chế một phiên bản ly địa diễm quan kỳ Ly địa diễm quang, bên trong ẩn chứa ngũ hành, có khả năng dung hợp âm dương, đảo lộn càng không vạn pháp. Tại địa tiên giới, Hứa Dương đã dùng lá cờ này thay thế ngũ hành chân linh châu, thành công nâng cấp Bạch Ngọc Kinh lên thành thượng phẩm cơ giáp tiên linh, giao cho Phượng Minh điều khiển. Sau đó, nàng đã đại phá hỏa đức tinh quân của thiên đình, thậm chí thu luôn cả ly hỏa kỳ của hắn. Có thể thấy uy lực của ly địa diễm quang kỳ. Nếu dùng nó làm cốt lõi cho Bạch Ngọc Kinh, chắc chắn sẽ tạo ra một cơ giáp hàng đầu dưới cửu nghi thiên tôn ngũ hành đầy đủ không chút thiếu sót kết hợp với ngũ hành thần quang và ngũ hành đại độn sức mạnh chiến đấu của nó sẽ càng thêm kinh người vì vậy bảo vật này trở thành tiên khí thượng phẩm đầu tiên mà hứa dương dự định luyện chế ở hiện thế nhưng một kiện tiên khí thượng phẩm cần rất nhiều vật liệu một viên ngũ hành thần long một này cũng chỉ đủ để luyện ra một kỳ cờ may mắn thay trong kho tàng của tiêu chương và nhạc thanh nhi còn không ít linh vật cao dai hơn nửa phần lớn đều thuộc về ngũ hành thêm vào đó ba tháng qua hứa dương đã bán tháo một mớ linh kiếm linh bảo trên linh bảo đảo thu về một lượng lớn tài nguyên hắn còn thông qua lục minh ngọc và minh nguyệt cát mua được vài món bảo vật trấn cát của minh nguyệt cát hiện tại không chỉ có đủ vật liệu để luyện chế ly địa diễm quan kỳ mà còn dư ra một phần để luyện chế một số pháp bảo ngũ hành dùng để nâng cấp bạch ngọc kinh như vậy chỉ cần luyện chế thành công ly địa diễm quan kỳ hắn sẽ có ngay cơ giáp tiên linh thượng phẩm đầu tiên ở hiện thế đến lúc đó nếu kiếp tiên không xuất hiện nhìn khắp thiên hạ còn ai có thể địch nổi hắn tuy vật liệu luyện chế ly địa diễm quan kỳ đã đủ nhưng do tu vi chưa đạt hứa dương vẫn chưa thể bắt tay vào việc tiên khí thượng phẩm thuộc hàng thất giai tương ứng với cảnh giới hợp thể nhưng tỷ lệ thành công của việc luyện chế tiên khí thượng phẩm đối với tu sĩ hợp thể chỉ có thể dùng hai chữ, cảm động, để hình dung. Một chút sơ sẩy sẽ khiến luyện chế thất bại, vật liệu hủy hoại, công cốc. Nơi đây không phải địa tiên giới, không có nhiều tài liệu để hứa dương phung phí. Vì vậy, tốt nhất là nâng tu vi lên đại thừa trước rồi mới bắt đầu luyện chế ly địa diễm quan kỳ. Cho nên, kế hoạch tiếp theo vẫn là chuyên tâm tu hành, tăng cường thực lực. Tu vi cao, thực lực mạnh, mọi việc đều dễ dàng hơn. Nhưng đối với Hứa Dương, tu luyện và làm việc không hề mâu thuẫn. Bởi vì hắn có thể phân hóa dương thần, ngoại phái cơ giáp tiên linh, để phân thân đi làm việc, còn bản thể thì tĩnh tâm tu luyện. Đã mất đi cơ nghiệp vạn kiếm cát ở Linh Bảo đảo, nguồn thu nhập và tiêu thụ trên mặt đất cũng bị cắt đứt. Tuy còn có bạch ngọc kinh ở Thận Long Uyên, nhưng tự cung tự cấp hiển nhiên không có lợi cho việc phát triển thế lực. Vì vậy hứa dương quyết định điều khiển phân thân dương thần đi khắp biên cương thậm chí đến bắc vực trung nguyên là một lão nhân truyền công một đồng tử đưa bảo phổ biến nhị kinh đạo võ nhằm tăng tốc độ tu luyện của bản tôn ngoài ra hắn còn có thể thông qua cách đen ăn đen tìm kiếm một số nguồn thu nhập phi nghĩa hỗ trợ cho việc phát triển bạch ngọc kinh nhanh chóng luyện chế ra các bộ phận pháp bảo cần thiết cho cơ giáp tiên linh thượng phẩm những việc này thật ra đã có thể làm từ sớm nhưng vì thực lực còn yếu làm vậy sẽ rất mạo hiểm nên hắn mới tạm gác lại nhưng nay đã khác xưa với ngũ hành động pháp và các thủ đoạn khác dù là đại thừa cũng chỉ có thể đánh bại hắn rất khó thực hiện việc chặn giết vì vậy hứa dương không còn dè dặt như trước kế hoạch truyền bá nhị kinh đạo võ chính thức khởi động khắp nơi ở bắc vực thậm chí cả trung nguyên phúc địa đều là mục tiêu của hắn chỉ cần kế hoạch truyền bá thành công hắn có thể thu thêm một lượng lớn vật phẩm tu luyện tăng tốc độ tu luyện của bản tôn ở hiện thế dù không thể đuổi kịp phân thân trong mộng cảnh, ít nhất cũng không bị bỏ lại quá xa. Thời gian trôi nhanh, 30 năm thoát đã qua đi. 30 năm sau, Bắc vực Trung Nguyên, Vân La Sơn, tỉnh Niệm Am. Bắc vực có 10 đại thánh địa, đạo mạch lớn nhất, chia làm 6 tông, còn lại là Thích Nho, mỗi phái chia làm 2 môn. Thích môn có 2 tông, một là Bồ Đề Đại Giác Tự, hai là Vô Lượng Quang Phật Tông. Tỉnh Niệm Am thuộc về Bồ Đề, là một nhánh của đại giác tự, thuộc dòng giỏi văn thù nhiễm pháp. Am này tuy thuộc về bồ đề, nhưng không nằm trong đại giác tự, mà tách biệt ở bên ngoài, tự lập sơn môn. Trên vân la sơn, trong tỉnh niệm am, một người mặc áo xanh đứng dưới cây bồ đề, ánh mắt như nhìn xa xăm, thật lâu không nói gì. Sư muội một nữ tự áo trắng đi tới, thấy nàng như vậy, cũng thở dài, lại đang nhớ đến người đó sao, mộng phạm âm quay đầu, ánh mắt có chút hỗn loạn, rồi lại bình tĩnh trở lại quá khứ rối ren khó mà dứt bỏ thật vậy sao nữ tự áo trắng cười ôn nhu hỏi vậy muội còn nhớ gì về hắn không có mộng phạm âm lắc đầu yếu ớt nói trừ tên ra mọi thứ khác đều không biết đừng vội nghe vậy nữ tự áo trắng không hỏi thêm chỉ giải thích sư tôn từng nói chỉ cần muội tự mình giải khai văn thù kiếm ấn tìm về túc tuệ kiếp trước rồi từ đó siêu thoát dứt bỏ mọi tình kiếp muội sẽ minh ngộ bản ngã, kế thừa văn thù tuệ kiếm, tương lai thậm chí có thể thành Bồ Tát. Bồ Tát, mộng phạm âm lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút khó hiểu rồi lại trở về vẻ bình yên, nàng nhìn sang nữ tử áo trắng, không nói ta, sư tỷ, dạo này buông ba bên ngoài, có mệt mỏi lắm không, dĩ nhiên là mệt. Nữ tử áo trắng cười khổ, nói, bắt vực hiện nay loạn lạc lắm. Trước đó vạn tinh hải và ngũ hành tiên phủ liên lụy đến sáu tông của đạo mạch, gây ra một trận đại chiến vất vả lắm mới ngừng tay kết quả mới yên bình được trăm năm lại xảy ra nhiều chuyện chuyện gì vậy mộng phạm âm cũng tò mò nữ tự áo trắng cười khổ nói tiếp đầu tiên là cửu tiêu kiếm tử đấu kiếm bỏ mạng ở nam hải khiến cửu tiêu kiếm các nổi giận kết quả bị đại nhật tiên tông thừa cơ xâm nhập chiếm một vùng đất quan trọng khiến chiến tranh giữa hai tông lại bùng lên thậm chí còn liên lụy đến cả đạo mạch ngoài ra những năm gần đây còn có người lan truyền hai bộ pháp môn không rõ lai lịch ở khắp bắc vực thậm chí cả vùng trung nguyên một bộ tên là võ kinh một bộ tên là đạo kinh khiến bắc vực dậy sóng võ kinh đạo kinh mộng phạm âm nhíu mày tò mò hỏi là truyền thừa gì mà lại gây ra sóng gió lớn như vậy sư muội không biết đó thôi nữ tự áo trắng lắc đầu nhị kinh đạo võ này truyền thừa có thứ tự hệ thống hoàn chỉnh không kém gì pháp môn chính tông của thánh địa tiên tông pháp môn như vậy một khi truyền ra được phổ biến rộng rãi chắc chắn sẽ thay đổi cục diện thiên hạ ảnh hưởng thậm chí là tạo ra xung đột lớn đối với các thế lực hiện tại dù sao có thần thông thì cũng cần tư chất tu hành kẻ đứng sau màn này chỉ truyền thụ pháp môn không cung cấp tài nguyên tu luyện mà việc tu hành lại tiêu hao rất nhiều của cải nên những người nhận được pháp môn của hắn chỉ còn cách tìm mọi cách để tranh đoạt tài nguyên như vậy phong vân nổi lên bốn phía thiên hạ tu giả tranh đoạt kịch liệt hậu quả khó mà lường được hiện nay khắp nơi ở bắc vực cả trung nguyên phúc địa xuất hiện rất nhiều tán tu như châu chấu tranh giành tài nguyên tu luyện nếu cứ để mặc tình trạng này không chỉ gây ra vô số chết chóc mà còn nuôi dưỡng tai họa lớn một khi những tán tu này thành đạo bằng cách này thế cân bằng ở biên hoang và trung tâm bắc vực sẽ bị phá vỡ hậu quả khó mà lường được vì vậy mười đại thánh địa của bắc vực các tông phái đạo thích nho đã nhất trí quyết định cấm truyền bá nhị kinh đạo võ đồng thời bắt kẻ chủ mưu để xem hắn có âm mưu gì thế nhưng nữ tự áo trắng cười khổ kẻ chủ mưu vô cùng xảo quyệt mười đại thánh địa liên thủ cũng không bắt được hắn thậm chí không thể ngăn cản hắn truyền bá nhị kinh đạo võ chuyện chuyện này sao có thể nghe vậy mộng phạm âm cũng kinh ngạc là truyền nhân của tỉnh niệm am nàng hiểu rõ sức mạnh của mười đại thánh địa có thể nói họ có quyền thống trị tuyệt đối đối với bắc vực và trung nguyên chỉ cần không gây khó dễ cho nhau thì hầu như không có việc gì họ không làm được. Nhưng hiện tại kẻ truyền bá nhị kinh đạo võ kia lại có thể chống lại áp lực của 10 đại thánh địa, tiếp tục truyền bá nhị kinh đạo võ khắp nơi, làm sao hắn làm được, mộng phạm âm không hiểu. Nữ tự áo trắng cười khổ, người đó thần thông quảng đại, thủ đoạn phi phàm, mưu kế càng là tuyệt luân. Ban đầu, hắn chỉ thông qua các thế lực, lợi dụng đấu giá và giao dịch để truyền bá nhị kinh đạo võ, chưa gây ra quá nhiều chú ý, chỉ khiến một số tà đạo cướp đoạt và gây rối. Kết quả, tất cả đều bị hắn tiêu diệt, trước sau có hơn trăm phản hư, hơn 10 hợp thể, còn có vài thương hội sự việc dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng thu hút sự chú ý của các bên, thậm chí kinh động đến một thế lực có đại thừa đứng sau. Vị đại thừa kia tự mình ra tay, muốn bắt hắn, nhưng hắn đã dùng độn pháp trốn thoát. Sau khi thoát được, hắn bắt đầu trả thù, quét sạch tất cả đại diện và đệ tử môn đồ của thế lực đó thực lực của hắn tuy không bằng đại thừa, nhưng ở cảnh giới hợp thể, gần như không ai địch nổi. Hắn lại có độn pháp thần thông siêu việt, đến vô ảnh, đi vô tung, không ai ngăn cản được. Ván cờ mà vị đại thừa kia bày ra đã bị hắn phá tan bằng chiến thuật du kích. Cuối cùng, ngay cả sơn môn của bản tông cũng bị hắn thừa lúc vắng vẻ mà xâm nhập, đệ tử môn đồ, kỳ trân dị bảo đều bị hắn cướp sạch. Vị đại thừa kia nghe tin trở về, nhìn thấy sơn môn tan hoang, suýt nữa phun ra ba nguồn máu nữ tự áo trắng lắc đầu cười khổ nói với mộng phạm âm thế lực đó là một nhánh của cửu tiêu kiếm cát sau khi bị cướp sạch vị đại thừa kia đã cầu cứu cửu tiêu kiếm cát cửu tiêu kiếm cát rất coi trọng việc này đã mời ra bảo vật trấn cát càng không kiếm hồ lô chuyên dùng để phong ấn hư không đồng thời phái hai vị đại thừa đi bắt người nhưng hắn đã cao chạy xa bay dù cửu tiêu kiếm cát có bày ra thế trận nào cũng không thấy hắn lộ diện cửu tiêu kiếm các không còn cách nào khác đành phải đến hạo vũ thiên môn cầu xin dùng thiên cơ chi pháp để bói toán kết quả hạo vũ thiên môn đã huy động ba vị thiên cơ tông sư nhưng vẫn không tính ra được manh mối nào về người này hiển nhiên người này cũng tin thông thiên cơ pháp đồng thời có tạo nghệ phi phàm có khả năng tránh hung tìm các thậm chí biết trước tương lai cửu tiêu kiếm các bất lực chỉ còn cách mạnh tay trấn áp cấm truyền bá nhị kinh đạo võ đồng thời phái các đại thừa đi điều tra khắp nơi Thế là, nữ tự áo trắng cười khổ, người đó liền rời khỏi phạm vi thế lực của cửu tiêu kiếm cát, đến nơi khác tiếp tục truyền bá nhị kinh đạo võ, khiến chuyện này lặp đi lặp lại. Cứ như vậy, cuối cùng hắn đã chọc giận cả 10 đại thánh địa, bị liệt vào danh sách truy nã, đồng thời bị cấm toàn diện việc truyền bá nhị kinh đạo võ. Thậm chí Thái Huyền Đạo và Hạo Vũ Thi Môn còn làm lễ tế lớn của đạo môn, giúp toàn lực suy diễn thiên cơ, truy tìm lai lịch của hắn. Kết quả, vẫn không thu hoạch được gì, chuyện này, Nghe nữ tự áo trắng kể, mộng phạm âm càng thêm kinh ngạc. Hạo Vũ Thiên Môn, Thái Huyền Đạo, hai tiên tông lớn của Đạo Mạch, đều không tính ra được lai lịch của hắn. Chẳng lẽ hắn là một vị tiên nhân kiếp cảnh? Tiên nhân kiếp cảnh ẩn cư độ kiếp, không dính nhân quả, sao lại làm chuyện quấy nhiễu thiên hạ như vậy? Nữ tự áo trắng lắc đầu, dù thế nào đi nữa, người này quả thực khó đối phó. Mười đại thánh địa chỉ còn cách liên thủ cấm truyền bá pháp môn của hắn, đồng thời phái một nhóm tu sĩ đại thừa đi khắp nơi điều tra, truy tìm tung tích của hắn. Sau khi 10 đại thánh địa ra tay, người này cuối cùng không còn truyền bá nhị kinh đạo võ thông qua đấu giá giao dịch nữa, nhưng nữ tự áo trắng lộ vẻ bất đắc dĩ. Khắp nơi trên thiên hạ, từ bí cảnh đến những nơi bình thường, bắt đầu xuất hiện các loại động phủ của tiền nhân, chứa đựng cơ duyên và bảo vật. Mộng phạm âm trầm mặt một lúc, rồi nói, là do người đó gây ra, đúng vậy, nữ tự áo trắng gật đầu. Sau khi 10 đại thánh địa cấm hắn đấu giá và giao dịch pháp môn, hắn bắt đầu tạo ra các loại động phủ tiền nhân khắp nơi ở Bắc Vực, chu nhị kinh đạo võ trong đó. Không chỉ tu sĩ, mà ngay cả người phàm, chỉ cần vào núi hay xuống sông, cũng có thể có được hai pháp môn đó. Mười đại thánh địa bất lực, chỉ còn cách cấm toàn diện nhị kinh đạo võ, thậm chí coi đó là tà ma yêu pháp, ai tu luyện chính là tà tu, nhất định phải tiêu diệt. Nhưng lòng người khó khuất phục, há có thể ngăn cấm, nữ tự áo trắng thở dài, cho đến nay, khắp bắc vực, thậm chí cả trung nguyên phúc địa, đều có nhị kinh đạo võ lưu truyền, không thể nào cấm tuyệt được mộng phạm âm nghe vậy lông mày cũng nhíu chặt rốt cuộc hắn có ý đồ gì không ai biết nữ tự áo trắng lắc đầu nhưng chắc chắn có mưu đồ hoặc là muốn khuấy đảo thiên hạ hoặc là có âm mưu sâu xa hơn mười đại thánh địa đều coi hắn là mối họa lớn hiện đang tìm cách để tìm ra và trừ khử hắn hắn mộng phạm âm lẩm bẩm trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác quen thuộc chẳng lẽ tiểu sư muội tiểu sư muội một tiếng thở nhẹ kéo nàng về thực tại mộng phạm âm giật mình tỉnh giấc nhìn nữ tử áo trắng trước mặt có chút bối rối không hiểu sao vậy thấy nàng như vậy nữ tử áo trắng nhíu mày thăm dò có phải kiếm ấn lại có gì bất thường không không phải mộng phạm âm lắc đầu rồi nói chỉ là cách làm của người này quỷ dị quá khiến người ta bất an thật vậy sao nữ tử áo trắng liếc nhìn nàng không truy hỏi thêm chỉ nói mười đại thánh địa hiện nay đều coi người này là mối lo lớn, phạm môn ta cũng không ngoại lệ. Rất nhiều đệ tử đã được điều động để ngăn chặn pháp môn này. Sư Tôn cũng giao nhiệm vụ, vài tháng nữa ta và tam sư tỷ sẽ phải xuống núi. Lại phải bôn ba sao, mộng phạm âm do dự một chút, thăm dò, hay là để ta xin sư Tôn cho phép đi cùng, cũng được. Nữ tử áo trắng nghe vậy, không từ chối, chỉ nói, đợi sư Tôn xuất quan, chúng ta cùng nhau đi. Đa Tạ sư tỷ. Giữa chúng ta không cần khách khí. Hai người trò chuyện thêm một lúc, mãi đến khi trăng lên cao, nữ tử áo trắng mới rời đi. Mộng Phạm Âm ở lại một mình trong viện, lẩm bẩm: "Đạo kinh, võ kinh, đạo kinh, võ kinh" lẩm bẩm vài tiếng, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Nghĩ gì vậy?" một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến, khiến nàng giật mình. Mộng Phạm Âm nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo một người không biết từ lúc nào đã đến gần đang mỉm cười nhìn nàng ngươi mộng phạm âm giật mình định kêu lên nhưng rồi kịp định thần vội vàng hạ giọng nhìn người trước mặt đây là tĩnh niệm am sao ngươi dám tự tiện xông vào vừa nói nàng vừa tiến lên càng thêm cảnh giác nàng biết hứa dương chưa chết cũng biết hắn có khả năng trốn thoát khỏi tay cao thủ như đã từng chứng minh ở hư linh động thiên với tuyệt trần tử năm xưa nhưng hư linh động thiên là hư linh động thiên Tỉnh Niệm Am là Tỉnh Niệm Am, hai nơi không thể so sánh được. Tỉnh Niệm Am truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, sơn môn của nó là đạo trường của đại thừa, sao có thể so sánh với hư linh động thiên được. Huống chi, sư tôn của nàng, Kiếm Ni, hiện đang ở trong am. Nếu bị bà phát hiện, triển khai văn thù kiếm trận của Tỉnh Niệm Am, hắn chẳng phải là khó thoát sao? Mộng Phạm Âm vô cùng lo lắng, nhưng Hứa Dương lại không để tâm, chỉ cười nhẹ, vì sao không dám, ngươi mộng phạm âm nghẹn lời không biết phản bác thế nào hứa dương bước tới tay phải tùy ý đưa ra nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng kéo gần khoảng cách giữa hai người để nàng lo lắng rồi ngươi hành động táo bạo này cùng khoảng cách gần gũi tiếp xúc thân mật khiến mộng phạm âm bối rối nhưng nàng không dám manh động sợ gây ra sự chú ý chỉ có thể đưa tay chống lên ngực hắn cố gắng quát lớn ngươi đừng quá đáng hứa dương cười không lùi bước cũng không tiến thêm chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng cơ thể mộng phạm âm cứng đờ, hai tay chống cự, nhưng rồi lại mềm nhũng một cách khó hiểu, thậm chí còn có chút chủ động, như thể có một bản ngã khác trong nàng, thôi thúc nàng muốn đắm mình trong vòng tay của người trước mặt, không còn chút sức lực phản kháng. Sau một hồi dằn co ngắn mũi, cuối cùng nàng cũng buông xuôi, nép vào lòng hắn, không nói gì, chỉ để hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Thấy vậy, hứa dương mới tiến thêm một bước, ôm nàng chặt hơn vào lòng, đồng thời hỏi, những năm qua nàng sống thế nào, mộng phạm âm im lặng một lúc lâu rồi nói ta vẫn chưa nhớ ra chuyện giữa chúng ta thật sao hứa dương chỉ cười không nói gì thêm mộng phạm âm ánh mắt dao động ngẩng đầu nhìn hắn ngươi không để ý sao hứa dương cười nói chỉ cần nàng bình an mọi chuyện khác rồi sẽ có kết quả không cần để ý lời này khiến mộng phạm âm lại chìm vào im lặng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào hắn không đặt đoạn tình duyên những ký ức kiếp trước lên trên sự an nguy và cảm nhận của nàng hiện tại chỉ hỏi nàng có khỏe không không truy hỏi về ký ức phải chăng đối với hắn dù là mộng phạm âm của kiếp này hay người con gái của kiếp trước đều không thay đổi không ảnh hưởng gì hứa dương cũng không nói nhiều chỉ ngắn gọn hỏi về với ta nhé mộng phạm âm nghe vậy trong lòng giật thót lập tức tỉnh táo lại vội nói không được nói ra ý đồ đến lại bị cự tuyệt hứa dương cười không nản lòng vì sao? Mộng Phạm Âm trầm mặt một lát, rồi nói, Phạm Âm đời này nguyện bầu bạn với Thanh Đăng, sao có thể đi cùng thí chủ được? Hứa Dương cục mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng, cười hỏi, thật sao? Mộng Phạm Âm lại im lặng, ánh mắt dao động, cuối cùng không chịu nổi, nàng quay mặt đi, hạ giọng nói, ta mang văn thù kiếm ấn, dù có đi đâu, sư tôn cũng sẽ tìm được. Ngươi, đừng sai lầm. Văn thù kiếm ấn, ánh mắt hứa dương ngưng tụ, tay hắn lần xuống, chạm vào điểm chu sa giữa lông mày nàng thần niệm thăm dò vào bên trong rồi lập tức thu lại bị chạm vào bất ngờ mộng phạm âm vội nắm lấy tay hắn sư tôn đang ở trong am ngươi đừng kinh động đến bà yên tâm hứa dương cười trấn an nàng dù có kinh động cũng không ngăn được ta ngươi mộng phạm âm nghẹn lời đang nghĩ cách nói với hắn thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng khiến nàng biến sắc ngươi chính là người truyền bá nhị kinh đạo võ trong khoảnh khắc nàng bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện liên kết tất cả lại với nhau nhận ra một sự thật kinh người hứa dương gật đầu không giấu nàng đúng vậy vì sao ngươi lại làm vậy thấy hắn thản nhiên thừa nhận mộng phạm âm càng thêm lo lắng vội nói ngươi có biết không hiện giờ mười đại thánh địa ở bắc vực đều coi ngươi là mối họa lớn cho rằng ngươi có giả tâm muốn trừ khử ngươi yên tâm hứa dương cười không hề bận tâm họ không làm gì được ta ngươi mộng phạm âm vừa sốt ruột vừa bất lực mười đại thánh địa ở bắc vực truyền thừa lâu đời nội tình thâm hậu dù nhất thời không làm gì được ngươi tương lai cũng sẽ có những pháp môn khác những bố trí khác nếu ngươi không dừng tay cuối cùng sẽ có ngày bị họ thừa cơ tương lai hứa dương lắc đầu cười nhẹ đến lúc đó không phải họ làm khó ta mà là ta làm khó họ ngươi huyên nhi mộng phạm âm định nói gì đó nhưng bị hứa dương nhẹ nhàng ngăn lại hắn nghiêm mặt nói chuyện này ta đã có tính toán nàng đừng lo lắng cứ yên tâm tu hành đến lúc đó ta sẽ đến đón nàng mộng phạm âm nhìn hắn thần sắc vô cùng phức tạp cuối cùng nói ngươi tự tin như vậy sao hứa dương cười không đáp chỉ gật đầu ánh mắt mộng phạm âm lạnh lùng bỗng nhiên cứng rắn nàng đẩy ra khỏi vòng tay hắn ta không phải huy nhi của ngươi chỉ là cái tên thôi không quan trọng hứa dương không để ý nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng bình tĩnh nói nếu nàng không thích ta sẽ gọi nàng là phạm âm mộng phạm âm im lặng cuối cùng cũng không nói gì sự cứng rắn lại mềm mỏng đi sau một hồi vuốt phê an ủi hứa dương buông tay ta phải đi một thời gian nữa sẽ quay lại thăm nàng không được mộng phạm âm kêu lên rồi vội vàng hạ giọng ta ta sắp rời khỏi tĩnh niệm am rồi nếu ngươi muốn tìm ta cứ ra ngoài kia là được đừng đến vân la sơn nữa nhìn nàng như vậy hứa dương mỉm cười gật đầu được mộng phạm âm nhìn hắn suy nghĩ miên man khó nói thành lời cuối cùng chỉ có thể nói ngươi hãy cẩn thận mười đại thánh địa nhất định có thủ đoạn sẽ không để ngươi tự do hành động như vậy đâu ta biết nàng cũng bảo trọng hứa dương gật đầu rồi đưa một ngón tay điểm vào giữa trán nàng đây là một phần thần thông pháp môn không xung đột với vật môn chi pháp và lực lượng của văn thù nàng hãy tu luyện cho tốt sau này khi gỡ bỏ văn thù kiếm ấn, nó có thể bảo vệ nguyên thần cho nàng. Thiên cương 36 pháp, du thần ngự khí. Cảm nhận được pháp quyết khắc sâu vào tâm thần, mộng phạm âm kinh ngạc, ngươi lại có cả thần thông này. Không có thì sao làm đạo tặc khắp thiên hạ, hứa dương cười, rồi nói, nhưng cưỡng ép gỡ bỏ văn thù tuệ kiếm chỉ là hạ sách. Phạm môn cũng là đại giáo, văn thù tuệ kiếm có thể giúp chứng đắc đạo quả chân tiên, lại có duyên phận không rõ với nàng, nếu có thể tu thành thì tốt nhất nên tu thành. Mộng Phạm âm nhìn hắn, càng thêm khó hiểu, văn thù tuệ kiếm đòi hỏi phải chém đứt quá khứ, đoạn tuyệt tình cảm để chứng ngộ trí tuệ. Nếu ta tu thành hứa dương lắc đầu, cười nhẹ đừng nghe sư tôn của nàng nói bậy. Tu hành đâu phải là thứ cứng nhắc như vậy. Cái gọi là tuệ kiếm trảm tình chỉ là một phương pháp tu hành, có thể hỗ trợ cho đạo này, nhưng không phải bắt buộc. Đạo của văn thù là trí tuệ, hiểu rõ thiên địa, chứ không phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa, biến thành sỏi đá. Nếu vậy, văn thù nhiễm pháp nên đổi tên thành vô tình vô nghĩa Bồ Tát, tuyệt thiên tuyệt địa tôn giả mới đúng. Mộng Phạm Âm, nói bảy, sư tôn của ta là tu sĩ Đại Thừa, thuộc hàng tiên chân, hắn còn chưa đạt Đại Thừa, sao dám cuồng vọng nói lời như vậy, coi thường lý niệm tu hành của tỉnh Niệm Am, Mộng Phạm Âm cảm thấy lời hứa dương nói thật hoang đường. Nhưng càng hoang đường hơn là, thân là truyền nhân của tuệ kiếm, Nàng lại cảm thấy lời hắn nói rất có lý, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộng Phạm Âm có chút hỗn loạn, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, ngươi không thể nói sư tôn ta như vậy. Bà ấy dạy hư học trò, sao không được nói? Thứ Dương lắc đầu, không đồng tình với nàng. Mộng Phạm Âm không biết phản bác thế nào, chỉ đành quay lưng đi, bực bội nói, ngươi mau đi đi, nếu không sư tôn phát hiện, dù có thoát được, ngươi cũng sẽ bị bà ấy dạy dỗ một trận. Thứ Dương cười, không tiếp tục tranh luận với nàng vậy một thời gian nữa ta sẽ quay lại thăm nàng chờ đã nghe vậy mộng phạm âm vội gọi hắn lại quay người có vẻ hơi bối rối hứa dương nhìn nàng cười hỏi còn chuyện gì nữa sao mộng phạm âm do dự một chút cuối cùng nói tên của ngươi là thanh dương hứa dương gật đầu hứa thanh dương hứa thanh dương mộng phạm âm lẩm bẩm rồi hỏi vậy ta sư phi huyên chưa nói hết câu hứa dương đã tiếp lời nói ra suy nghĩ trong lòng sư phi huyên mộng phạm âm lẩm bẩm suy nghĩ miên man hứa dương thấy vậy không nói thêm gì chỉ cười đừng quên nói xong thân ảnh hắn trở nên hư ảo thoáng chốc đã bay đi để lại nàng một mình dưới gốc bồ đề nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha